Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của bạn Hồng Lazada. Và hôm nay thì mình có một kiện hàng đến từ Shopee, từ Pulito Lodit Ditit. Thứ ra không phải là cái nhãn hàng này. Và đây mình có một cái kiện những cái sản phẩm mua trên Shopee trong đợt sale tháng 5 vừa qua. Và chúng ta cũng xem những cái sản phẩm này là gì nhé. À rồi, cái hàng này thì mình mua từ shop là tổng kho choi cái gì, tổng kho chổi hay kho chòi gì không biết. Đây, có rất nhiều sản phẩm luôn. Tổng đơn là 96.600, con cho là 97.000 đi. Cái này thì đây, gồm có rất nhiều thứ, như là cái này tàn cái gì lung ta lung tung gì nhỉ, tàn chổi giấc gạt tiếc các kiểu luôn. Rồi, mình sẽ có là một cái này. Cái này là cái gì đây? Chổi quét trần không mủn đó. Cái này nó có cái đặc điểm là nó sẽ kéo dài được, rất là hay luôn đó. Đây này, có cả video của sản phẩm này đó, mình có thể vừa lau bàn này, bể cong được đó, lau những góc rất là cao trên trần nhà, lau cả bàn đó, ghế sofa, tủ điện, những cái kẽ của tủ này, lau tivi và vệ sinh hết sức rõ ràng. Đây, gọi chỉ cần này cái quấn này tháo lắp thì đơn giản. Đấy, có thể giặt với nước này, tháo rời luôn. Đấy, có thể treo được trong nhà tắm, rất hay luôn. Đây, nó có thể nối dài tới gần 5 mét đi, đó. Rất dài, đó. Đấy, bình thường mình sẽ gấp lại như này. Đầu nối này, đấy. Có thể giặt tiếp như trong video rồi. Lau rất cao này, lau được cả điều hòa. Cái món này rất là ngon. Giá của nó thì xem nào. Con này đang bán là 70.000 nhé. Mà thì bán rất là chạy, rất nhiều người mua luôn. Đây này. Cái đơn này bán được gần 100, hơn 300 đơn anh em. Cái này họ bán được 300 đơn rồi, 311 deal rồi này. Và có 100 lượt đánh giá, đánh giá toàn 5 sao 70.000. Gọi là cái chổi kéo dài. Tiếp theo là sẽ có một cái là gì đây. Cái này gọi là cái lau kính đó, mình có thể xịt nước vào trong cái bình này đó, sau đó đậy nắp lại vặn vào rất ngon. Rồi nó quét lên kính này đó, xịt lên kính đó. Ngay không, cái này rất hiện đại, có lau để lau được gạch đá hoa nữa này. Đấy, có thể mình treo được vào tường này đó, quá tiện lợi. Đấy, có đủ các màu luôn, xanh lơ này, xanh lá cây này, chiều cao của nó là 31 cm. Đấy, có cả đầu xịt luôn, sẽ có nao phút cái gì đó. Cái này thì đang bán với giá là 16.000 một cây nhá, đó, 2 trong 1. Rồi, cái này mình mua 2 cái. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm là combo 6 khăn lau mặt, khăn lau 2 mặt đó. Đấy, nó sẽ có bộ như đấy. Cái shop này rất hay, họ có sẵn cả video dùng thử sản phẩm. Bây giờ mình rất là thích đó. Mình có thể lau bếp ga này, lau cái bồn rửa bát này, và lau cả chảo. Combo này một cái này nó bán luôn 6 cái nhá. Đó, lau chảo này, mình có thể rửa bát, giặt lại bằng vòi nước này. Rất hay. Nó 2 mặt luôn. Đấy, lau các kiểu. Ôi dồi, cái này thì tôi chả phải làm video, tôi cần xem cái này thôi. Đấy, rất nhiều màu luôn. Của Lock and Cock. Lock and Cock. Đừng cứ lock and lock, nhưng mà đợi đến Lock and Cock. Đây, có rất nhiều màu nhá. Đó, 6 cái. Có thể làm khăn ăn, lau bát, đũa, rồi lau tay, rất là rẻ. Khăn Pulito, ấy, chính là Pulito, chính là cái nhãn hiệu này luôn. Chính là khăn của Pulito này, đó. Giá chỉ có 2.500 một cái. Và mua combo thì là chúng ta sẽ có là 12.000. 12.000 6 cái. Ủa, tính ra có đúng 2.000 một cái thật, rẻ vãi. Nó bán 1.500 đơn. Vãi trưởng thật. Đó, một trong những sản phẩm rất hot. Tài năng, giá rẻ, rẻ thật. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái miếng gọi là miếng lau nhà Cupolito.
Đây chính là cái hãng hàng Polito này luôn này. Đây, cái miếng này là cái miếng mà để nói chung cái này bạn nào hay làm về dọn dẹp cửa chúng ta sẽ dùng nhiều hơn, nó chính là cái khăn để ẩn lau sàn đó. Đấy chính là cái miếng này. Nhưng mà cái này nó không là, nó chỉ cái này họ bán rồi là cái miếng này riêng nhá, có một cái miếng này riêng này đó. Đại khái nó chỉ là cái mặt lau thôi chứ chúng ta sẽ không có gậy đâu, và giá của nó chỉ có là 9.000. Đang sale còn 9.000 vãi chưa. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái này. Cái này là cái móc hít cường lực, cái này để treo đồ thôi. Mình mua cái đi này như 1k hay sao đó. Bây giờ lên 2k, thực ra đi này đi 1k mua gọi là mua chơi thôi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái này. Cái này thì nó cũng là trong cái bộ chổi trong nhà. Nhưng mà họ bán thành như kiểu option ấy, rời ra này. Đây là cái miếng này. Đó. 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 Đấy là nó chính là cái miếng tím tím thôi. Miếng này để lắp vào cái bộ này nhá. Cái này thì đang bán với giá là như khoảng 10.000, quá rẻ. Như vậy mình mua rất là nhiều thứ ở đây. Sơ sơ là có khoảng 7 mã chỉ có 97.000 thôi, quá rẻ. Đắt nhất là cái gậy này, cái gậy lau nhà này là 70.000 này, có giá luôn dưới này 9.000, 9.000, 9.000, 8, 9.000 kiểu 8.000. Hồi đấy mình mua vào sale 5 tháng 5 còn rẻ nữa, bóc cái kiểm nha. Đây, hộp họ đóng đây, Polito luôn. Tên nhãn hiệu cái khăn về chổi như kiểu từ shop là tổng kho chổi. Úi dồi, tổng kho chổi mình tưởng có chổi ở Đại lộ Thăng Long Hà Nội đó. Đây các cái mã, có cả mã giá này. Cái này thì mình kiểm ở trong cái trên app rồi, dễ nhìn hơn những cái này. Và tổng đơn là 97.000 này, số lượng là đây gần 8 lạng. Đây shop này mình thấy rất là tận tâm, họ có cả cái nốt này quý khách vui lòng quay video để bóc hàng khiếu nại về sản phẩm đó, rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta rạch ra nhá. Đóng gói cẩn thận này. Có này thì mình thích này. Để mình sẽ sạch cái này ra. Kiểm hàng 7 món. Đang cái đồ tiện ích dành cho nhà cửa đời sống thôi. Cái này thì chị em thích nhiều hơn là anh em. Mấy cái này toàn đồ để chăm sóc nhà cửa. Này, Cái này chính là cái gọi là cái mặt của cái miếng lau chổi lau nhà đây. Đó. Ông nào mà có ý tưởng về vlog thì có thể dùng cái này làm đội đầu cũng được, làm tóc giả cũng được. Làm vlog cái phân cảnh mà cần dùng tóc giả lấy cái này được. Cái này đang sạch mà, có 8k cái này. Đây, chúng ta sẽ có combo 6 cái miếng khăn lau Polito. Cái này có thể lau bát đĩa, lau bàn này, lau chảo được. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Ở đây thì shop đóng cho mình màu hồng cam này nhiều này. Có đây hai cái màu này thì khác này. Đây là hai màu tím với cả xanh dương này. Còn đây là xanh dương và hồng. 12.000 6 cái, quá rẻ. Mình rất thích cái này nhá. Cái này mình lau kính ô tô các kiểu cũng được. Đấy, rất đẹp, rất mịn, rẻ. Nó như chỉ nó hơi mỏng thôi, nhưng mà nó cũng là hai mặt, rất là tốt. Đó, rẻ quá, 12.000, quá rẻ. Và tiếp theo là, đây, cái này là cái miếng gì đây? Cái này là như là cái chổi kéo dài đây. Cái này là cái sản phẩm đắt nhất, 70.000 đây. Hình như nó còn cái thân của nó ở dưới này. Đây, chúng ta sẽ có cái thân của nó đây, đây. Cái sản phẩm chính tôi review là cái này. Đây, tháo cái gì đây? Đây, ở đây này. Đó. Đây, cái chổi bông. Cái này giống như cái chổi chổi lông gà ngày xưa anh em. Đấy, đây này, nó xu ra này. Mình có thể vừa lau ô tô, lau kính ô tô, lau sàn, lau ghế được. Và đây, chính là cái này nó đắp ở cái này này. Cái miếng giống cái gậy tự sướng này, nó có thể kéo dài tới 4m. Phải chưa? 4m anh em ạ, rất dài. Như kiểu gậy tô ngộ không. Hôm nay chắc mình sẽ quay riêng cái này nhé, cái này nó rất là dài luôn. Rồi đây, còn khi gấp lại thì chúng ta sẽ có khoảng 50 phân như này. Đó. Còn lắp vào đây, đây, nó sẽ có cái gen như này, lắp như kiểu gậy tự sướng ấy. Đó, các bạn lắp vào đây, bật này lên, xoay vào này. Mình chưa lắp vào được nhỉ? Đây, rồi. Sau đó này muốn lau chặn những chỗ trên cao, trên lóc nhà, trên như là cái gì nhỉ? Điều hòa ấy, nhưng mà kéo này ra. Đó.
nó cũng khá là chắc, nhưng mà được cái nó đắt tại vì nó có thể kéo dài ra được, và mình có thể tháo rồi ra thành hai cái option là các bạn treo như này đó. Đấy, dài lắm. Ui, cái chất liệu bông nó rất là sướng ấy ạ. Đó, nó không như chổi lông gà đâu. Chổi lông gà là chúng ta dùng chúng ta bị sơ ra rất là ấy, nhưng cái này của nó rất là hay, rất là tiện lợi luôn này. Ui trời, ngon. Có vẻ hơi lào lỏng tí anh ạ. Rồi, tiếp theo nào. Ui rồi đây, cái bộ này là cái bộ mà xịt kính này. Xịt kính hồi đấy mình mua là có 9.000 thôi, 9.000 một bộ. Bây giờ đang bán là 12.000. Đây, chúng ta sẽ có một bộ xịt kính như này. Đây, bộ đây. Thì chúng ta sẽ có ba cái, là đầu tiên là chúng ta sẽ có cái lưỡi gạt kính đây, thì nó cũng mỏng thôi, nhưng mà bằng cao su hay silicone gì đó ấy. Cái này gạt kính, gạt gạch đá hoa này đấy, nó cũng mỏng thôi. Và dưới cái nẹp nó sẽ bằng dây inox nhá, nhôm inox gì đó rất là mềm. Và cái này, cái tay cầm của nó thì rất hay, là chúng ta có thể đổ nước xà phòng các thứ vào đây đấy. Các bạn đổ nước xà phòng các kiểu vào đây, nó có đậy nắp vào đấy, nó còn đấy, mình có thể xịt được này. Đó, chai này có thể tháo ra này. Đây, cái này có thể tháo hẳn ra này. Đấy, các bạn có thể vào này, chắc chắn này. Đó, xoay nó ra này. Rồi, sau đó các bạn lắp cái lưỡi gạt này vào. Đây, nó có cái cờ này. Cái này thì bạn nào hay là vệ sinh nhà cửa, trang trí nhà cửa, chúng ta hay để ý cái này chứ. Đây, okay, anh lắp cái này vào đây. Hơi chặt đây, tôi sẽ lắp đầu này. Mà chặt quá thì lắp đầu này. Nó bằng nhựa nhé, hơi khó lắp một chút. Đây. Đấy. Ừ. Đấy, thì bạn xịt nước và chúng ta quẹt gạt. Đó. Đấy. Ở dưới này thì nó có một cái móc luôn này, có thể treo vào tường luôn này. Cái này rất là hay anh ạ. Rất là tiện luôn. Mà cái lưỡi này nó hơi mỏng. Cái nào mà đắt hay là họ làm về kính nhiều ấy, cái lưỡi này nó rất là cứng, nhưng cái này nó rất là mỏng, nhưng mà đủ để gạt kính rồi. Mà chọn nó phẳng. Đó, trước mình cứ chế cái này nhưng mà nó không phẳng lắm, gạt nó cũng không sạch. Đó. Rồi. Sản phẩm cái này có 9.000 thôi, rất rẻ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái miếng nữa, đây là cái miếng thay cho cái miếng lau nhà. Đây, sẽ có cái này. Cái miếng này, miếng chổi của đế lau nhà, rất dày và cứng này. Cái này thì dùng hay, rất hay bị mòn và thay nhá. Đây, đấy, hoặc là anh em dùng cái này để làm cái lọ lau bàn cũng được. Đó, vải bông rất là mịn, anh em lau không sợ xước nhá. Đó. Rồi, rồi. Sẽ là tiếp theo là gì không? Ui dồi. Đây, cái đế hít 1K, cái đế hít cường lực này. Cái này các bạn có thể treo móc hoặc các kiểu đây. Nó là miếng dán cường lực nhá. Đó. Đó, đây. Và chúng ta sẽ có một cái tờ cảm ơn của Polito. Polito xin chân thành cảm ơn. Đó, có hotline này. Đấy, rất ngon. Của Polito, chính hãng Polito. Đó đấy, sao lại bán ngon. Rồi. Và mình có thêm một cái nữa là cũng là cái bộ xịt kính này, mình mua hai bộ, nó sẽ sản phẩm nó giống nhau. Hết rồi. Rồi. Như vậy tổng kết lại với đơn hàng 97K là chúng ta sẽ có rất nhiều các cái sản phẩm ngon, rẻ, tiện ích trong cái nhà cửa đời sống, như là đầu tiên là cái bộ này, cái chai xịt kính, gạt kính như này. Anh em có thể gạt kính, gạt gạch các kiểu nhá. Đó. Đấy, bạn nào là hay để ý dọn dẹp nhà cửa cái này biết, còn những ông mà lười chơi game chắc chả biết cái này đâu. 9.000. Chúng ta sẽ có một cái miếng mặt lau nhà 9.000, vải rất là bông, có thể làm rẻ lau kính ô tô, lau sàn ô tô. Cái này các bạn mua ô tô mua về lau nhà, lau kính ô tô gượng cũng được, rất là sạch, rất là cứng và cái vải nó rất là thích. Rồi, chúng ta sẽ có cái chổi này 70k này, chổi này mới là hit này. Đây có thể trang trí cái gì nhỉ, gọi là vệ sinh Tết các thứ, cái này rất cần thiết nha. Đó, nó xù ra rất là khiếp anh ạ. Nó có thể kéo dài rồi, nó đắt, cái kéo dài này, cái gậy sắt này đắt này. Mình nghĩ rằng cái chỗ này chắc chỉ tầm 20 thôi, còn cái này của nó phải 50.000 này. Gậy sắt này giống kiểu gậy nó rất là dài, nó dài tới 4 mét nhá, nó có chuôi các kiểu này. Đó, mình có thể tháo ra được này.
Quan trọng là nó tháo rời ra được như này, rất là tiện. Rồi, và chúng ta có bộ 6 cái khăn Polito. Đó, tóc của nó vào này. Đó, rất là dày dặn, có thể lau bát đũa, lau vệ sinh những cái bồn rửa bát, bồn nước này. Đó. Rồi, và chúng ta sẽ có một cái miếng lau gá của chổi tóc giả. Mình nghĩ là dùng nhiều tóc giả hơn đó. Cái này để lau nhà, chính xác cái này cái phụ kiện của chổi lau nhà nhá. Cái sợi của nó rất là mềm luôn. Đó, rất là rẻ, quá rẻ luôn. Và cái đấy hít một ca này nữa. Thôi, hôm nay mình review sơ sơ vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo.